Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến một cái module 9 em ơi. Hôm nay mình sẽ chơi Zero Ra nhé. Nên em thấy hay cho một like, một share, mình ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất nhiều ạ. Ok, thì mình có ma cây khá trâu này. Con Kindred Ray tìm bạn nó đặt tên một chữ màu xanh nước biển nhìn đẹp phết anh em ạ. Không biết làm sao để có luôn á. Anh đi rừng không? Con Dura nó đi rừng đi. Mình thì mình chơi thủ ấy nên mình không có đi rừng được anh em ạ. Tại mình lên full dam, anh em mình lên hai món thủ ấy. Nên mình đi rừng thì nó sẽ rất là lâu anh em ạ. Từ bình tĩnh mình thôi. Lúc vào mấy bạn làm gì sớm thế? Làm gì vội thế? Vội vàng, vội vàng. Rồi luôn anh em ạ. Rượt đi. Các bạn lính thì rượt mình đi. Đối thì bắt được mình. Mình chia lên hai món thủ với một món ném cầu đến kích đam ấy. Nhưng mà phải cần phải ném cầu nhiều anh em ạ. Từ bố áo không được anh em ơi. Càng đánh thì nó càng hồi máu thôi, không chơi được. Ôi, có rừng, có rừng. Có rừng. Một mẹ hay rồi. Ok, hai mẹ luôn ăn cơm. Làm sao? Làm sao? Né này, lẹn này, đánh võng này. Thôi vào rừng đi. Mình ném được hai điểm là mình có đam rồi. Nên mình vào rừng mình farm được rồi đấy anh em ạ. Không. Bọn bị ép. Lại ra đánh nhau thôi. Đâu rồi, con Kinh Ray đâu? Anh nhầm con bút chứ. Này cái bút, này cái bút. Lên luôn anh em ơi. Lên luôn. Mình trâu lắm. Quẹn phát. Mình trâu lắm, mình lên full tăng mà, nhưng khá là trâu. Hai mẹ rồi, chiếc 2-2 khá ngon. Ăn con bùa đỏ xong rồi lên cái trên ăn boss luôn là ngon rồi đấy. À. Ôi cứ trên ông thế, cứ trên bốn người luôn. Từ từ mấy bạn ơi, cứ trên khá đông đấy. Mình còn phải có cấp 8 mới đánh được. Nhưng bây giờ thì không. Cấu máu trước đã. Cấu máu trước đã. Ok, hay. 6 điểm đam rồi, đam khá to rồi. Đam mình đam chủ yếu là đam bằng điện thôi anh em ạ. Đam bằng điện giật ấy. Ôi, con Kinh Ray ném cầu lén ba. Chơi mà ném cầu lén. Rồi thì cũng đông. Ừ thì cũng đông. Thôi về. Ngồi cho chắc cú anh em mà. Đứng đấy là ngáo ngáo là chết đấy. Thì team bạn có hai con phép nó thủ cứng quá, không vào được. Hai con phép nó đép trụ thì thôi rồi luôn. 6 năm rồi xanh thế. Này thì may mày giật hồi kịp.
Trời bạn ơi, trời bạn ơi, con Gardevoir kìa, Gardevoir yếu máu kìa. Đi đâu mà vội mà hoàng. Đi đâu. Thế mà. Khóc làm gì. Ui. Mấy ơi, chạy 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 chạy. Mạnh thế. Làm gì mà mạnh thế mấy ba. Làm gì mà mạnh thế. Về phát. Hay. Chạy với chúng tôi này. Từ đi anh em ơi, lên trên ăn boss kìa. Boss trên này, boss trên này. Mẹ nó. Cày thế. Này này cho bật tốc chạy. Gì thế. Mấy thanh niên nãy giờ ăn con boss. Có con boss mà ăn cũng không xong nữa. Chịu không ấy. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Ngồi chết rồi. May quá vẫn còn trâu anh em ạ. May quá. Hay rồi, đỉnh cao của việc KS boss là đây chứ đâu. Này thì chạy. Này thì chạy. Nổ đâu đấy. Nó cũng đâu đấy, nó cũng đâu đấy. Thôi đi xuống cửa dưới nếm cầu đã. Chứ cứ trên tìm mạng đông quá anh em ơi. Ok luôn, còn 3 cầu. Về luôn. Cứ trên kia, cứ trên kia. Em lên trên thúng kịp không trời. Không kịp rồi, đông quá. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Rồi thế để nó chạy kìa. Tại mình không có khống chế nhưng không đánh được anh em ạ. Mình không khống chế là nó xài tiết kêu và nó chạy hết rồi. Tỉnh. Ôi ôi. Mấy không chế nhiều thế. Lướt vào giặt về không được luôn ấy. Không chế nhiều quá. Ok ném được không. Cái đoàn ném được. Ngon. Nhân 2. Từ thủ đi bạn ơi. Còn mười mấy giây nữa mình mới ra được. Mười giây nữa mới ra được. Mất boss rồi. Hay. Ôi ôi ôi. Thế mà để mất boss kìa. Thế mà để mất boss kìa. Làm sao. Mất boss thì mất boss thôi. Có gì phải xoắn đâu. Vô có gì phải xoắn. Đâu có gì phải xoắn đâu. Ném được không? Ném được không? 50 cầu. Ok hay. Thủ đây đi, thủ đây đi, thủ đây đi. Để mình ra anh em ơi. Win rồi, win rồi, win rồi. Tìm mất boss mà vẫn lật kèo được. 79 khá xanh đấy. Hay. Có cái nịt mà ném, có cái nịt mà ném. Ebion ra thủ đi. Ebion ơi. Ra thủ đi bạn ơi, đứng nhà làm gì. Ok ok mình ra rồi. Cửa giữa thì không ném được đúng không. Bây giờ chỉ còn ném hai đường thì thôi.
Mà mình thì mình có hiệu ứng nữa. Đây rồi, Pika đây rồi. Pika đây rồi. Mê luôn. Thế mà nó ném cái cuối kìa, cay thế. Sợ thế, gặp mấy thanh niên, toàn mấy thanh niên nấp bụi không à. Mấy thanh niên nấp bụi ra ném phò cái cuối, cay thế. Không sao, vẫn win em ạ, tại team mình thủ chủ ngồi còn nhiều mà. Còn nhiều chủ ngồi có nghĩa là team bạn ném cầu khá ít, nên khá là ok rồi. Ok, win ngay. MVP luôn anh em ạ, giết 9 trời 9 ném 161 cầu, ném cầu nhiều nhất team luôn. Ổn áp đấy. Rồi đi rồi. Ok, đam 80k anh em ạ. Đam bằng con Duraludon luôn, ảo thế. Ok, chào anh em nhá. Lên đồ thủ này đánh khá trâu đấy.